thì bắt cá sấu kìa các bạn, kìa thấy không? Rồi cái con đang nằm đó. Rồi wow. Rồi con nói đi con, bắt sao giới thiệu cá sấu này không to lắm nên mình có thể bắt cầm một tay. Xin lỗi phụ, phụ bắt cá sấu đi con, phụ bắt cá sấu đi con, bắt cá sấu đúng rồi, bắt anh hai. Rồi bắt cá sấu bỏ túi đi, đưa cái túi cho anh hai nhanh lên. Cá sấu này mình cầm may mà mình thấy con cá sấu này bắt được lần đầu tiên. Chưa thấy là mình chưa bắt được con cá sấu nào mà to vậy nha các bạn. Cá sấu đó nó cắn đó. Để em ơi, bỏ qua ba người đã. Ồ, rồi đưa cho em, đưa cho em, đưa cho em. Đưa cho em không mấy con? Các bạn mình phải thắt cái dây này lại à. Rồi. Đưa cho em một đi. Một cậu đi, kéo về. Rồi, kéo về. Em chia đồ kéo cá sấu về. Ừ, mở lên. Giỏi rồi, tôi cảm ơn.